hết rồi. Hết rồi. Hay đấy nhỉ. Như bên này. Như bên đấy luôn. À, ôi, đau. Đau luôn. Đau. Bên này thì nó mềm mềm mà ảm luôn. Này. Đúng không? Nó mềm này. Cực kỳ lâu khỏi. Nếu như mà không điều trị tích cực cho nó thì nó không khỏi được. Vĩnh viễn không khỏi được. Em dài lòng thế nào đấy em? Em kiểu đá banh ấy, em bị bầm bầm cái này lên này. Ừ. Em đá như thế nào? Em cách đây tầm khoảng 4 tháng ấy. Thì bữa em đá còn có bạn kiểu hai người vào chân ấy thì bạn nó vào thẳng ở đây rồi em này. Chân của bắn vào thẳng đấy, đá ừ. Thẳng chân vào đấy. Bạn nó sút thẳng vào đây. Sút đúng ở đây luôn. Đúng rồi đấy. Ừ. Lúc đấy em có đá được cái không? Lúc đấy đá được tí mà ra luôn. Ờ, à, đá tí ra 4 luôn. 4 tháng trước xong rồi kiểu nó đỡ một tí, đỡ 2-3 tháng rồi đi ra tiếp. Nó cứ bị đau ấy. Ừ. Nếu mà em đá má ngoài, đá má còn lại thì không đau. Nhưng mà đá trúng chỗ này đau. Ừ. Đá lòng nó kiểu không sao nhưng mà đá trúng chỗ này đau. Cái trúng đấy là đau. Trúng đấy đau. Còn em đi giày vào em chạy thoải mái không sao cả. Vâng. Chỉ có đá vào mới đau thôi. Vâng. Ừ. Kiểu nó kiểu đá bổng lên ấy thì em hay đá chỗ này. Ừ. Cái bóng đập vào thì nó đau. Vâng. Cứ bị âm ỉ, nó bị tái đi tái lại. Em thì cũng ghiền đá nên là suốt ngày đi đá. Bên này thì nó mềm mềm mà ảm luôn này. Vâng. Đúng không? Nó mềm này. Cực. Đúng không? Em cảm thấy đấy. Em thả lỏng đấy. Đau lắm. Như thế này đau rồi. Vâng. Này đau không? Đau. Này đau không? Đau. À, ôi, đau. Đau luôn. Đấy, hôm qua em kiểu sút vào đây này. Có hơi đau tí. Còn thả lỏng đấy chứ. Như này là đau. Đau ạ. Như này đau. Không đau lắm á. Có những nhức tí. Hơi tí. Dạ. Này đau. Có. Như này đau rồi. Dạ đúng rồi. Như này đau. Ôi là tận này đau nhất đấy. Đau nhất luôn đúng không? Đau. Đau rồi đấy. Đau, chỗ này đau. Cái này em bị cả dây chằng, cả sự khớp rồi. Nó dập thôi. Cái này thì nó khó khỏi lắm. Khác biệt tất cả những cái bệnh sụn khớp ở cái đầu ngón chân ngón tay ấy. Nó khó khỏi vô cùng. Rồi sau này còn nó còn cứng lắm không nào. Vì cái sụn đấy nó thích. Dạ. Thì chăm sóc cho nó thì nó đỡ. Nhưng mà nó hơi khó khỏi, nó không dễ như thế khác. Đây là cái bàn chân này. Đây là cái khớp. Bàn có ngón một, đây là cái xương bàn này. Đây là cái khớp này nó có sụn. Dạ. Đầu xương khớp bây giờ nó có sụn. Cái đá này nó dập cái sụn này. Cái xanh xanh nhỉ? Dạ. Nó dập cái sụn này. Mà dập cái sụn này nó cực kỳ lâu khỏi. Cực kỳ lâu khỏi. Nếu như mà không điều trị tích cực cho nó thì nó không khỏi được. Vĩnh viễn không khỏi được. Nó cứ như thế. Điều trị cho nó thì nó sẽ ổn nhưng mà nó cũng rất là lâu. Và tất cả những cái... Đây, tất cả những cái khớp của nó. Đây, cái khớp đấy là tương đương với khớp này đây này. Ở đây nhá, vùng này nó có cả tất cả những cái dây chằng này, những cái thứ ở đây nó còn cả. Cái vùng cái điểm bám của cái gân cơ dạng ngón cái này. Cái đá dập ở đây thì nó dập thôi. Ừ. Dập cả dây chằng. Đây kiểu đây nhìn đi. Đây dây chằng nó đây. Khi mà đá đây nó dập cái dây chằng này, nó dập cả sụn bên trong. Thì khi mà dây chằng này khi tổn thương cái dây chằng này thì mình kéo giãn nó ra, tức là giãn cái dây chằng ra thì nó đau thôi. Vậy bây giờ làm sao để nó khỏi mắt nhỉ? Cần vật lý trị liệu phù chức năng và tiêm huyết tương tiểu cầu cho nó. Tiêm cái huyết tương tiểu cầu, tức là huyết tương tiểu cầu nó không phải là thuốc, nó là cái máu của mình ấy. Lấy ra cái chất đấy thành phần huyết tương tiêm vào đây. Khi mà mình trị liệu ấy, khi em vẫn đến trị liệu ấy, thì cái dây chằng của em sẽ đỡ rất là nhiều, nó sẽ ổn. Nhưng cái sụn của nó đấy, trị liệu nó cũng chưa thể hết được. Chỉ có thể là tiêm huyết tương thì nó mới có thể là ổn được thôi. Chứ không bình thường kiểu nếu mà cứ để từ từ là nó tự hồi phục rồi đó. Không phải lâu lắm. Không thể, không phải là vấn đề là không phải là lâu. Cái dây chằng này nó có thể phục vụ được. Mà để lâu hoặc là bạn có thể tự chăm sóc bằng cách là bạn ngâm nước nóng lại kết hợp rồi bạn tự massage nó có thể hồi phục được cái nhóm dây chằng này. Ừ. Có thể như riêng cái sụn này thì bạn làm thế không bao giờ nó hết được. Nếu như mà cái này có thể là điều trị ổn được mà nó hết ấy, là khi mà bạn mới bị, tức là mới bị ngày trong vòng 48 giờ đầu mà bạn được xử lý ngay, chỉ cần vật lý trị liệu không là nó hết. Ừ. Nhưng những cái mà nó để nó quá như này, nó sơ hóa canxi hóa vùng này rồi không hết được. Ừ.
hết rồi. Hết rồi. Hay đấy nhỉ? Hết rồi. Hết luôn. Anh thì về mạnh hơn tí nữa đấy. Còn lúc đầu, ví dụ lúc đầu anh khó chịu khoảng 10 phần thì bây giờ anh khó chịu khoảng còn khoảng bao nhiêu phần trăm? Còn chắc là như bên này. Như bên đấy luôn. Nhưng mà không được chủ quan đấy nhé. Cái này về mình vẫn phải giữ nó cho nó khoảng 2 tuần nhá. Thì bây giờ mình sẽ cần thời gian để cho nó phục hồi đã. Nghĩa là mình chưa đá vội, hoặc là nếu mà đá thì mình tránh tất cả những động tác mà mình bị đau. Nghĩa là những cái động tác mà lòng là phất ý, thì anh sẽ tránh hoàn toàn cho em. Chỉ có như thế thôi. Ok.